Kính thưa quý vị, sáng nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bắt đầu với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận. Và trong số này có hơn 943.000 thí sinh vừa thi để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học. Phóng viên Tuyết Nhung đang có mặt tại một điểm thi tại Hà Nội sẽ thông tin thêm đến với quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách đây ít giờ vào lúc 9 giờ 35 phút thì hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong thời gian làm bài là 120 phút. Và đây cũng là môn thi duy nhất của kỳ thi thi với hình thức là tự luận. Như vậy là sau hơn 3 năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đây là năm đầu tiên kỳ thi quay trở về trạng thái bình thường. Học sinh lớp 12 dự thi năm nay thì cũng đã có một năm học trọn vẹn theo hình thức học trực tiếp. Tại Hà Nội năm nay thì có hơn 102.000 thí sinh tham dự kỳ thi, là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước với gần 4.500 phòng thi tại 189 điểm thi. Và để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Hà Nội đã điều động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Nhiều năm nay năm nào cũng có thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi, vì vậy các thí sinh hết sức lưu ý là không để phạm phải lỗi này, đồng thời tuân thủ tuyệt đối những quy định về các cái vật dụng được phép mang vào phòng thi để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Và chiều nay thí sinh sẽ làm bài thi môn toán trong thời gian 90 phút với hình thức thi là trắc nghiệm, thời gian bắt đầu làm bài thi từ 14 giờ 30 phút. Sáng nay hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với môn ngữ văn. Sau 120 phút làm bài thi ngữ văn, đa số thí sinh đều cho biết đề thi không quá khó, cấu trúc vẫn tương tự như các năm. Song nhiều em cho biết mình chật tủ khi đề ngữ văn ra tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận, ngữ văn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và thí sinh. Không ít em lựa chọn ôn tủ cho mình một số tác phẩm, trong đó tác phẩm Người lái đò sông Đà, Đất nước được nhiều thí sinh ôn tủ. Sông Đà nè, Vợ chồng Áp Phủ, Vợ Nhạc và một cái nữa nhưng mà kiểu hầu như không bạn nào tổ, nhưng mà kiểu như là một số thầy cô trường vẫn dạng là bài Hồ Chương 3. Con cũng khá là lo lắng, cơn mưa cũng có thể là một tín hiệu cho bài Người lái đò sông Đà. Em ôn hai bài Vợ và hai bài Sông và bài Đất nước ạ. Nhưng mà hiện tại em mới ôn xong và hai bài Vợ với cả bài Sông Đà nữa. Những lời tiên tri của thí sinh trước giờ thi với bao hào hứng và mong đợi. Thế nhưng sau 120 phút làm bài thi, tủ đề lại là câu cửa miệng của nhiều em. Tuy nhiên, nhiều em cho biết đề văn năm nay không làm khó các em. Đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc với hai phần đọc hiểu và làm văn. Phần nghị luận xã hội kết nối liền ý với phần đọc hiểu, bàn về câu chuyện cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Đây là một vấn đề đáng được suy nghĩ với các bạn trẻ hiện nay, đặc biệt khi người trẻ ngày nay thường gặp các vấn đề về cảm xúc. Câu nghị luận văn học ra tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân yêu cầu phải phân tích góc nhìn cuộc sống của nhà văn từ đoạn trích của tác phẩm. Mở ra em hơi bất ngờ vì là các tác phẩm mà cô em ôn đều không trúng ở trong này. Đây là cái tác phẩm mà em nghĩ là không vào thì nó lại vào. Em nghĩ là với cả kiến thức mà các thầy cô đã dạy thì em nghĩ là em có thể phân tích được. Em nghĩ được khoảng tầm 75%. Nghĩ là em làm tốt được khoảng 80%. Phần văn em làm, em nghĩ phần văn nghị luận văn học em làm khá là tốt. Nhưng mà phần nghị luận xã hội thì em nghĩ em làm chưa được ổn lắm. Tại vì đang làm giữa chừng thì em mới nhận ra rằng là mình đã thiếu một phần cũng không quá quan trọng. Nhưng mà nó là một trong những cái phần mà đã lẽ phải có. Thì ngữ văn hôm nay khá là hay và bất ngờ. Tại xem trên mạng đúng là không có hình nào thật. Nhưng mà hôm nay em làm được khoảng chắc là 70-80%. Chắc chắn là phần làm văn câu 2. Tại cái Vợ Nhặt thì cũng mọi người thường không để ý bài đấy lắm, toàn để ý Sông Đà với cả Đất nước. Còn mấy phần còn lại thì em thấy cũng bình thường làm được. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn toán với thời gian làm bài 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra đề thi tại Hưng Yên, Hải Phòng và động viên tinh thần học sinh cùng với giáo viên. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Hưng Yên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thăm, kiểm tra phòng hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ tại điểm thi. Để đảm bảo các thí sinh dự thi tốt nhất, Bộ trưởng lưu ý cán bộ coi thi nhắc thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các phòng thi nằm trong khu vực khuôn viên trường nên mở các cửa sổ ô thoáng. Bộ trưởng đồng thời mong các thầy cô giáo giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.
Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Bộ trưởng cũng gặp gỡ, trò chuyện và động viên các lực lượng đang hỗ trợ kỳ thi tại đây, gồm công an, sinh viên tình nguyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đang diễn ra rất nghiêm túc tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Tại tỉnh Nghệ An có 56 thí sinh vắng thi không có lý do. Sáng nay, gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An cũng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với 70 điểm thi. Theo báo cáo nhanh Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Nghệ An thì có 56 thí sinh vắng thi không lý do, không có thí sinh vi phạm, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Có 3 trường hợp thí sinh bị tai nạn gãy tay được áp dụng quy chế thi đặc biệt theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Hôm nay, 13.000 thí sinh tại Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Buổi sáng đầu tiên của kỳ thi diễn ra với thời tiết nắng nóng. Năm nay, Đà Nẵng lập 29 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng với 551 phòng thi, huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi. Ngoài ra, còn có lực lượng công an địa phương tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi. Lo ngại thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến thí sinh, các điểm thi đều được lưu ý phải đảm bảo thông thoáng, chuẩn bị tốt các điều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi. Thưa quý vị, liên quan đến việc đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, thông tin đề văn xuất hiện trên mạng sớm không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định. Sáng nay, ngày thứ hai phiên tòa xét xử 7 cựu tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng ngân sách tiếp tục diễn ra tại Tòa án Quân sự Thủ đô. Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố đề xuất mức án đối với từng bị cáo, cao nhất là 16 năm 6 tháng. Trước khi đọc bản luận tội đề xuất mức án, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố toàn bộ lời khai quá trình tham ô 50 tỷ đồng của 7 bị cáo. Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ điều tra, Viện Kiểm sát kết luận cáo trạng truy tố các bị cáo tội tham ô là đúng căn cứ pháp luật. Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát đề xuất mức án cho bị cáo Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu trung tướng, cựu chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề xuất mức án là 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù. Các bị cáo Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Phan Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng bị đề xuất mức án là 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù. Bị cáo Bùi Văn Hòe, cựu thượng tá, cựu phó trưởng phòng tài chính Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề xuất mức án từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được đề xuất mức án thấp nhất trong 7 bị cáo là 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Hình phạt bổ sung cho cả 7 bị cáo là cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm sau khi thi hành án. Đồng thời các bị cáo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp lại 50 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cũng trong sáng nay, luật sư bảo vệ cho các bị cáo cũng đã trình bày lời bào chữa cho các bị cáo trước tòa. Hơn 1 triệu người cao tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần. Đây là kế hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ căn cứ số lượng người cao tuổi do cơ quan công an cung cấp, tổ chức rà soát, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn. Sau đó sẽ phát phiếu khám sức khỏe đến tất cả người cao tuổi, hướng dẫn điền thông tin để tổ chức nhập thông tin người cao tuổi trên phần mềm. Mục tiêu của kế hoạch này
là đảm bảo mỗi người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh đều được khám sức khỏe định kỳ, từ đó lập hồ sơ sức khỏe điện tử, xác định được mô hình sức khỏe và bệnh tật, chủ động can thiệp sớm để điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thống kê từ Sở Y tế, số lượng người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đang được quản lý trên địa bàn thành phố là hơn 1 triệu người. Do đó, nếu triển khai khám tất cả người cao tuổi thì tổng kinh phí dự kiến mỗi năm là gần 150 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.